Xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Đã bao giờ mọi người đã nghĩ đến có những chai nước hoa mà có cái mùi hương, nó có những cái nét tương đồng, hoặc nó làm mình liên tưởng đến một cái về ẩm thực hoặc về một cái đồ uống nào đó. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về chủ đề này. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái chai nước hoa mà có thể nó giống một loại bánh, nó giống một loại rượu đó, vân vân. Mình sẽ chia sẻ đến anh em những cái chai nước hoa mà mình thấy là nó có cái nét tương đồng về ẩm thực và đồ uống. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ nói về vodka, cái tên rất là quen thuộc trong giới dân nhậu, đúng, gần như tất cả các cái quán ăn mà chúng ta đều nghe đến cái câu đầu tiên khi mà chúng ta order xong, đó là cho anh một chai vodka men, nhỏ to thì tùy. Và chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là một cái, có nghĩa là mình nghĩ là sẽ rất rất ít các bạn biết được đến chai nước hoa này, đó là Ungaro Pure Lom. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, nó cái chủ đạo của nó đó là rượu vodka lạnh, nó sẽ ướp cùng với hoa hồng. Và cái cảm nhận của mình ở đây đó là những cánh hoa hồng khô, khi mà chúng ta xịt xong chúng ta cảm nhận rất là rõ đó là một vị vodka hăng mạnh và giống như đang ướp lạnh trong một ngăn đá nào đó. Đây có thể nói đây là cái mùi hương mình khá là thích. Lần đầu khi mình xịt thì mình cảm thấy rất là khó để mà thẩm được. Thế nhưng mà một lần, hai lần, ba lần, bốn lần và đến bây giờ là mình rất khá là ưng ý đến mùi hương của chai nước hoa này. Và đặc biệt bởi vì cái cách mix mùi của nó, cách mix giữa vodka lạnh và hoa hồng tạo nên một cái mùi hương có mang đậm chất cổ điển. Vì thực ra chai nước hoa này nó cũng được ra mắt vào năm 1991 rồi đó. Cái tính chất mùi hương của nó không dành cho các bạn trẻ, mà nó thiên hướng về dạng classic. Và nếu như bạn nào, anh em nào mà muốn trải nghiệm hương vị của rượu vodka khi được mix cùng với các nốt nguyên liệu khác để blend lên mùi hương nước hoa, thì Ungaro Pure Lom là một sự lựa chọn cho tất cả các anh em. Tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo, một mùi hương mà rất rất nhiều anh em đã được biết đến, nó được so sánh với bánh tiramisu đó. Tất nhiên rồi, đó là Salvatore Ferragamo Uomo. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, nó rất là ngọt, nó rất là thơm, nó giống đúng như là một miếng bánh tiramisu mà mình đã từng được thưởng thức và tất cả các anh em cũng đều đã được thưởng thức. Và trong mà mình nghĩ là nếu mà anh em nào mà trẻ trung tin ấy, tầm tuổi sinh viên ấy, hoàn toàn có thể sử dụng được mùi hương chai nước hoa này, và nhất là vào cái thời điểm này mà dùng xịt chai nước hoa này thì cũng rất là ok đó. Một mùi hương không cần phải nói nhiều về mùi nốt nguyên liệu nào cả, mà chỉ nói đơn giản một vài câu, đó là ngọt và thơm, giống như một mùi bánh ngọt vậy. Do đó Salvatore Ferragamo Uomo, nhắc đến bánh nướng thì chắc chắn rồi, chúng ta phải luôn luôn nhắc đến đó là bánh của Pháp. Khi mà mình lên Bồ Hồ bao giờ cũng thế, mình luôn dừng ở một cái quán bánh, một cái tiệm bánh nhỏ thôi, một tiệm bánh nhỏ, nướng nhỏ, và mình hay mua một cái bánh mì nướng ở trong lò ở đó, nó ngay gần chỗ đoạn Bồ Hồ ấy. Và chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là Sagelotang Unbos Vanille. Thực sự mà nói luôn, đó là khi mình ngửi mùi hương của chai nước hoa của nhà Sagelotang này, nó luôn luôn làm mình nhớ đến cái món bánh nướng mà mình mua ở cái tiệm bánh nướng Pháp đó. Một mùi hư thương kết hợp giữa vani khi mở trong lò nướng, thơm quyến rũ tuyệt vời đó. Mình rất là thích cái mùi hương đó. Do đó nếu như anh em nào có dịp ghé tiệm bánh Pháp đó, mua một cái bánh mì nướng và thưởng thức cùng với mùi hương của Sagelotang Unbos Vanille, các bạn sẽ cảm thấy hai ở giữa nước hoa và ẩm thực nó có một cái nét tương đồng, phải nói là gần như là 10 trên 10 đó. Nhắc đến trà xanh thì phải nói là có rất rất nhiều chai nước hoa, ví dụ như là Elizabeth Taylor Green Tea, Bungary Alderwort đó, vân 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 vân, rất rất nhiều những chai nước hoa trà xanh dành cho các chị em. Nhưng đối với mình, chai nước hoa mình cảm thấy là thích nhất thì tất nhiên rồi, chai nước hoa này lần trước mình đã nói đến là Lebolario Fresca Essenza. Cái mùi hương này khi mà mình mới xịt
nó đánh lừa cảm giác của mình. Mình nghĩ bởi vì cái mùi trà xanh thì thường là nó bay mùi rất là nhanh, và hôm đó mình đã xịt. Sau đó mình đi uống với các bạn, với các anh em, và có một cái mình cảm thấy cực kỳ bất ngờ, đó là cái vị trà xanh đó nó bám cực kỳ bền bỉ trên da của mình, mặc dù là nó có rượu bia, người mình ấy đã có mùi rượu bia, thế nhưng cái vị trà xanh đó nó vẫn bền bỉ bám trên da của mình, và đấy là cái điều mà mình rất là thích ở chai nước hoa này. Nếu anh em nào muốn thử tìm kiếm một cái mùi hương mà có cái vị trà xanh nhẹ nhàng và bền bỉ bám trên da thì Le Bolario Fresca Essenza là một sự lựa chọn không hề tệ cho các anh em bên cạnh những cái chai có mùi hương trà tương tự như thế. Không biết mọi người đã bao giờ đã thử cái món kem chanh chưa? Đó, một cái vị ngậy của kem kết hợp với cái vị vị chanh đó. Và trong nước hoa cũng có một chai nước hoa kết hợp giữa cái vị ngọt và ngậy của kem cùng với chanh. Đó là một sản phẩm của nhà Honey Emory HM. Cái chai nước hoa này gồm vị kem ngậy, vị chanh và lý chua đen. Cái điểm mà mình cảm thấy rất là thích chai nước hoa này đó là cái sự phối tài tình, cái cách mix tài tình giữa vị ngậy của kem, vị hơi hăng hăng và chua một chút của chanh và cái vị của lý chua đen, cái black currant lý chua đen. Bởi vì sao mình nói thế? Có một số các anh em đã biết rồi và cũng có thể một số các anh em chưa biết, đó là cái quả lý chua đen đấy là một trong những nguyên liệu cực kỳ khó khi mà mix mùi. Bởi vì sao? Cái mùi của nó giống như cái mùi của nước tiểu của con mèo đó, nó rất là gây khó chịu khi mà ngửi. Do đó khi mà sử dụng cái nguyên liệu này để mix các cái nguyên liệu khác để blend mùi, nếu như mà không phải là có sự khéo tay, có sự khéo léo của người pha chế nước hoa thì mùi sẽ cực kỳ rất là khó ngửi. Và thực tế mà nói, không nhiều chai nước hoa sử dụng cái nguyên liệu này đó. Do đó đấy là cái điểm mình đánh giá rất là cao của chai nước hoa Honey Emory HM này. Và nếu như anh em nào muốn tìm một cái mùi hương giống như một cốc kem chanh đó thì chai nước hoa này là một sự giới thiệu cho các anh em. Nói về sô-cô-la thì cũng có rất là nhiều chai, mà nếu như mọi người tìm ở trên mạng thì Monterey Chocolate Greedy, mình không nhớ chính xác, nhưng đấy là một trong những cái chai nước hoa có cái mùi hương tiêu biểu của sô-cô-la. Thế nhưng ở đây đối với mình, chai nước hoa mình cảm thấy ưng ý nhất đó là Kilian Black Phantom. Khi mà các bạn xịt thì các bạn sẽ cảm thấy một cái thỏi sô-cô-la khô và gần như là thuần khiết, nó không bị pha tạp giữa bất kỳ một cái mùi nào cả, mà các bạn sẽ cảm thấy một cái thỏi sô-cô-la nguyên chất đó. Và sau đó nó sẽ kết hợp cùng với caramel để tạo nên một cái mùi hương nhẹ nhàng và quyến rũ. Đặc biệt là mình, nếu như mình nghĩ là các chị em nào mà sử dụng chai nước hoa này và xịt thì có thể gọi là giết người hàng loạt khi mà dùng Kilian Black Phantom. Tiếp theo để nói về rượu sẽ rất là thiếu sót nếu như chúng ta không nói đến một ly rượu whisky hạng nặng. Và chai nước hoa mình muốn nhắc đến ở đây đó là Thierry Mugler Pour Malt. Vị rượu whisky kết hợp với cái hương vị phương Đông tạo nên một cái mùi hương có thực sự mà nói là độc và đẹp đó. Đến tất cả những gì mình muốn nói về chai nước hoa Thierry Mugler Pour Malt này. Anh em nào muốn biết mùi vị rượu whisky khi mà sử dụng trong nước hoa như thế nào thì rất phải mua chai nước hoa này đó, một sản phẩm của nhà Thierry Mugler. Và cuối cùng, rượu rum, hay nói một cách khác là một ly cocktail rượu rum với hoa quả. Chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là Sinjon Unforgivable. Chai nước hoa này đã được đạt giải FIFI 2007 rồi dành cho nước hoa nam. Nó kết hợp giữa chanh và rượu rum để tạo nên một cái ly cocktail nhẹ nhàng, thơm ngát. Mình sẽ không nói nhiều về chai nước hoa này bởi vì mình đã có một cái video review khác riêng nói riêng về chai nước hoa này. Tất cả mình muốn nói ở đây là nên có trong bộ sưu tập nước hoa của mọi người. Thì vừa xong mình đã chia sẻ đến các anh em những cái chai nước hoa mà có cái mùi hương, nó có các cái nét tương đồng, nó có cái nét gần giống về ẩm thực và đồ uống. Mình rất hy vọng video này giúp được các anh em sẽ lựa chọn thêm những chai nước hoa mà có cái mùi hương vừa độc đáo và vừa
có thể gọi là thơm ngon đó. Video của mình đến đây là hết, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.